Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch, ngày Tân Hợi, cụ thể như sau. Trực binh, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, lục hợp dần, tam hợp Mão và Mùi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tiền về chất két trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp chỉ tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý rất tin tưởng vào những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Những mục tiêu ấy đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn và bạn đã dùng hết sức mình để hoàn thành. Dù mọi người xung quanh nêu ý kiến về những việc bạn đang làm, nhưng bạn cũng không quá bận tâm. Bạn hiểu rất rõ về bản thân và biết mình cần phải làm gì. Vì thế, bạn chỉ cần nhìn vào mục tiêu trước mắt là được, chẳng sợ bất cứ ai chi phối. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Đông Bắc, phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thái phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo tại đây, bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, có mục tiêu rõ ràng cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hoa, cố hết sức để hoàn thành mục tiêu. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không chịu sự chi phối của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tương, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu chẳng bao giờ là một người làm biếng. Tinh thần luôn cố gắng hết mình của bạn đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Bạn sẽ khiến cho cả tập thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nếu là người làm lãnh đạo, con giáp này sẽ đưa ra những quan điểm đúng đắn khiến cho ai nấy cũng phải tin theo. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, từ đó mà dễ dàng gắn kết mối quan hệ với mọi người. Tiếc rằng thổ khắc thủy dường như những cảm xúc dữ dội của bạn đang bị nghẹn lại. Dù giúp đỡ được nhiều người nhưng bạn lại chẳng thể tìm được ai để chia sẻ nỗi niềm. Chính vì thế mà bạn cảm thấy mình chẳng khác gì một người cô độc. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nhận được sự tin tưởng của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hoa, chuyên cảm hứng cho cả tập thể. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đưa ra được những quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, không tìm được người để chia sẻ cảm xúc. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Mùi. Tử vi tuổi Dần, cục diện tường phá đem tới nhiều bất trắc cho người tuổi Dần. Con giáp này đang tin tưởng có phần cực đoan vào những nhận định của bản thân mình và chính nhiều đó sẽ khiến cho bạn mắc vào những sai lầm trong công việc gây về hao tổn tài của. Có vẻ như là bạn đã kiêu ngạo quá mức đến nỗi không nhận lỗi về bản thân và thường tìm cách đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì bạn sẽ càng ngày càng thụt lùi so với chính bản thân, đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Thủy sinh mộc, bạn sẵn sàng thể hiện mình là một người vô cùng ấm áp và lãng mạn với nửa kia. Thỉnh thoảng, bạn muốn tạo ra người ta một điều bất ngờ thú vị và đó chính là chất keo gắn kết quan hệ của hai người. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy không nên quá kiêu ngạo và cực đoan. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa nên lắng nghe người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ hãy dũng cảm nhận lỗi của mình. Tử vi tuổi Canh Dần,
Mộc, mối quan hệ thân mật với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bạn là người vô cùng lãng mạn. Con số may mắn 0, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi của 12 con giáp, tam hợp tác động, người tuổi Mão đưa ra được những ý tưởng sáng tạo trên con đường làm ăn kinh doanh. Một số người có thể thu về khoản lãi lời khiến cho ai nấy cũng phải ngạc nhiên và khâm phục. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh làm việc chăm chỉ vì những mục tiêu mình đặt ra trước mắt. Dù nhiều người nói bạn viển vông đi chăng nữa thì bạn vẫn bỏ ngoài tai. Bạn nghĩ rằng những đích đến tham vọng sẽ góp phần thúc đẩy mình tiến bộ không ngừng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày đẹp để thực hiện những công việc quan trọng. Vì vậy, nếu có dự định làm việc gì trong ngày này thì nên bắt tay thực hiện ngay, như vậy thì sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy đưa ra được những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hoa nhận được những khoản lời lãi đáng mừng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ chăm chỉ làm việc, hướng tới mục tiêu. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc tìm ra hướng đi mới cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim nên thực hiện công việc theo kế hoạch. Con số may mắn 7, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, đương công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn có chính ấn soi rọi, còn giáp này thể hiện được tài ăn nói của mình. Ngay cả khi xuất hiện trong một môi trường mới mẻ hoặc là khi thực hiện một công việc xa lạ, bạn cũng vẫn tự tin thể hiện quan điểm trước mắt với mọi người. Nếu có thời gian dành trong ngày hôm nay, bạn có thể học hỏi thêm những kiến thức mới, góp phần làm phong phú vốn hiểu biết của mình. Làm được như vậy thì càng ngày bạn sẽ càng trở nên nổi bật và tỏa sáng hơn. Thổ khắc thủy, có vẻ như người độc thân vẫn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Vì thế mà bạn thường tìm cách từ chối khéo léo các đối tượng tìm hiểu. Bạn muốn gây dựng sự nghiệp vững vàng trước rồi mới nghĩ tới chuyện yêu đương. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa thể hiện được điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ khiến cho mọi người xung quanh đều thấy ấn tượng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc gặt hái được những thành tích khả quan. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim hãy học hỏi thêm kiến thức mới. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy không quan tâm đến chuyện tình cảm. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hôm nay dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ có thể tự đặt ra cho mình những niềm tin mù quáng, thỉnh thoảng mơ mộng cũng tốt nhưng xa rời thực tế quá cũng không hay. Chuyện làm ăn kinh doanh dễ rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ, chủ yếu là bạn chưa xác định được điểm mạnh của mình mà cứ thế chạy theo xu thế của xã hội. Con giáp này cần phải bước chậm lại để quan sát và đánh giá tình hình đúng đắn hơn. Thủy khắc hòa, bạn và người ấy cũng không được hòa hợp cho lắm trong ngày này. Nửa kia muốn quan tâm đến trạng thái cảm xúc của bạn, nhưng bạn lại chẳng chủ động chia sẻ. Cứ tiếp tục như vậy, quan hệ đôi bên sẽ dần trở nên xa cách. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa không nên mơ mộng mù quáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ hãy có cái nhìn đúng đắn hơn về thực tế. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc hãy xác định điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim quan hệ vợ chồng thiếu hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy nên chia sẻ với người thân nhiều hơn. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Ngọ, Thủy khắc hòa. Hôm nay, người tuổi Ngọ qua mức nuông chiều bản thân để mình đắm chìm trong sở thích cá nhân mà quên đi nếp sống điều độ và những nhiệm vụ hàng ngày. Bạn có thể gây phiền phức cho nhiều người xung quanh. Trong chuyện tình cảm, nếu đã có người ấy rồi thì bạn hãy kiềm chế bản tính đa tình của mình lại. Bởi làm vậy, bạn sẽ khiến nửa kia của bạn vừa nảy sinh cảm giác ghen tuông và tổn thương, vừa ảnh hưởng đến hình tượng của chính bản thân bạn. Theo Hải Thượng Lan Ông, hôm nay là ngày 29 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này.
Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, hãy kiềm chế bản tính trăng hoa của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chú ý tới lời nói và cách hành xử của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, không nên quá nuông chiều bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, chớ nên gây phiền phức cho người khác. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tương tím, đỏ, quý nhân phụ trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày, tam hợp đem tới nguồn năng lượng ngập tràn cho người tuổi Mùi. Con giáp này cảm thấy tự tin và quyết đoán hơn so với những ngày vừa qua. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thử nghiệm những điều mới mẻ. Ngoài ra, bạn cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Vì thế mà công việc đều được tiến triển một cách khá thuận lợi. Bạn tự cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp. Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, thổ khắc thủy, con giáp này cảm thấy khá nóng nảy khi nửa kia không hiểu được những điều mà mình muốn truyền đạt. Có lẽ bạn cần phải nhắc nhở mình bình tĩnh hơn chứ không nên tức giận nói lời gây tổn thương cho đối phương. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, không nên nóng nảy gây tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên bình tĩnh khi thể hiện quan điểm của mình. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương hại tác động, người tuổi Thân dường như trở nên quá mức nhạy cảm. Bạn không chịu được bất cứ ai động chạm đến mình và sẵn sàng nổi xung lên. Điều này khiến cho mọi người có vẻ dè chừng và không muốn hợp tác với bạn. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng chẳng mấy thuận lợi trong ngày này. Bạn chẳng tìm được một khách hàng nào phù hợp. Có lẽ bạn cần bình tĩnh chờ thời, không nên vội vàng chạy theo xu hướng thị trường kẻo dễ bị thua lỗ. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thân và tài thân. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, không nên nổi nóng với người khác. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, hãy cẩn trọng trong việc đầu tư và kinh doanh. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, cẩn trọng trong cách hành xử, chớ nên gây ấn tượng xấu. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không nên chạy theo xu thế. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tương vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, Kim sinh Thủy, nếu vẫn còn cô đơn, hôm nay rất có thể trái tim của người tuổi Dậu sẽ rộn ràng vì ai đó. Đối phương có thể gây ấn tượng cho bạn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy chủ động làm quen với người ấy. Nếu đã có nửa kia của mình, bạn và người ấy chắc chắn sẽ có một ngày hạnh phúc vì cả hai lúc nào cũng một lòng, một dạ với nhau. Khi ở bên nhau, dù chẳng làm việc gì đi nữa, hai người cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiếc rằng, trên phương diện sự nghiệp, tỷ kiên ngàn trở, bản mệnh lại chẳng thể tập trung làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Tuy nhiên, nếu bạn để xảy ra sai sót gì thì hôm sau chính bạn sẽ là người mất công làm lại. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tận hưởng hạnh phúc với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, không nên làm việc một cách cầu thả. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy tập trung hơn cho công việc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nhận được sự quan tâm và yêu thương của nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chính ẩn tương trợ, người tuổi Tuất trẻ tuổi nên nghĩ về những dự định tương lai của mình và dành thời gian để xây dựng từng bước thực hiện. Nếu kiên trì làm theo, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công vô cùng rực rỡ mai sau. Với người đã có công việc làm ăn ổn định thì bản mệnh vẫn luôn là con người cẩn trọng. Bạn chẳng biết bao giờ là một người nổi bật trước đám đông. Nhưng sự thông minh và nhẫn nại của bạn luôn khiến những người quen biết bạn lâu ấn tượng.
thổ khắc thủy, tiếc rằng bản mệnh sẽ phải đối diện với những tổn thương trong chuyện tình cảm. Nếu người ấy đã chẳng biết trân trọng bạn thì bạn cũng chớ nên quá lưu luyến làm gì. Hãy buông tay để có thể sống nhẹ nhõm và hướng tới những điều tích cực hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa nên tìm kiếm định hướng phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ hãy tin tưởng vào bản thân và kiên trì làm việc đến cùng. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc luôn cẩn thận trong mọi công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim quan hệ vợ chồng có dấu hiệu rất mè. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy không nên lưu luyến những người không xứng đáng. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tương vàng, cam, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tự hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi cảm thấy khá thất vọng với bản thân. Bởi mỗi khi gặp vấn đề gì thì bạn đều khó có thể lập tức tìm ra cách giải quyết. Bạn cảm thấy mình đang tụt hậu hơn so với mọi người. Con giáp này cũng không nên tiếp tục giữ những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Hãy bình tĩnh để có thể nhận ra điều mình chưa làm tốt, từ đó mà có cách sửa đổi thích hợp. Còn nếu bạn chỉ trách móc bản thân xuống thôi thì chẳng thể nào thay đổi được tình hình. Thủy vượng còn cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ và bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ không nên có suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc bình tĩnh để phát hiện ra điểm yếu của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy nhận được những lời khuyên hữu ích. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đâu có thể là các tuổi Mão hay tuổi Tý. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tỵ hay con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!